Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một con lo đến từ hãng Rao nữa. Đây chính là con Rao 5 huyền thoại của chúng ta. Đây là một trong những con lo mà mình cảm thấy nó khá là nhỏ gọn, cũng như là thiết kế của nó rất là nhìn khá là thích thú. Đây là con Rao 5 đế vuông nha các bạn nha. Nhìn nó giống như là một cái khối, nói chung là không biết nói sao, nhưng mà mình cảm thấy rất là thích con lo này. Tại vì cái thiết kế của nó khá là vuông vức, mang lại cho mình một cái cảm giác rất là sang trọng. Con lo Rao 5 này sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh vô cùng là mạnh mẽ, với công suất khá là lớn và cho âm thanh cực to và rõ, mạnh mẽ. Điều đặc biệt của chiếc lo này đó chính là chức năng phát nhạc không dây, giúp cho bạn có thể nghe nhạc ở mọi nơi theo sở thích của bạn mà không phải lo lắng về các loại dây kết nối chằng chịt và vướng víu ở khắp mọi nơi. Bên cạnh đó thì với thiết kế nhỏ gọn thì bạn cũng có thể đem theo dễ dàng khi mà di chuyển dã ngoại hay là du lịch. Nếu như một chuyến du lịch hay là một chuyến đi dã ngoại mà kèm theo con lo Rao 5 đế vuông này thì mình cảm thấy quá là tuyệt vời. Nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái âm thanh mà sập sinh, mà lúc đó lại càng được ăn uống mà quay quần bên gia đình và người thân của chúng ta, thì nói chung là ôi cảm giác sướng quá luôn. Hơn nữa thì lo này còn được kết nối với rất nhiều thiết bị khác như là điện thoại nè, máy tính nè, hoặc là máy nghe nhạc, USB, thẻ nhớ, rất là nhiều luôn các bạn ha. Cái việc mà thiết kế nhỏ gọn của con lo thì giúp tiết kiệm được diện tích tối đa cho không gian của bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về đặc điểm nổi bật của con lo này. Thì với chất lượng âm thanh cực đã, với âm thanh chất lượng là stereo, lo Rao 5 đế vuông cho ra âm thanh vô cùng là sống động và tuyệt vời, với dàn bass trầm ấm và khỏe mạnh, cho bạn một cái cảm giác đã tai khi nghe những cái ca khúc yêu thích hay là những bộ phim sống động và hấp dẫn. Hồi nãy giờ thì mình nói rất là nhiều về âm thanh của nó, nào là hay nè, nào là trầm ấm các kiểu nè. Nhưng mà để biết được là âm thanh của nó có đúng như vậy hay không thì ngay bây giờ mình sẽ mở một đoạn nhạc để cho tất cả các bạn cùng nhau nghe. Ok, quả thật là mình không có đánh lừa các bạn đúng không nào? Thực sự là cái âm thanh của nó cho ra rất là chắc, trầm và ấm. Âm nhạc của nó cho ra thì không bị rè hay vỡ tiếng gì cả. Tại vì mình thấy là cái chất liệu của nó được bọc một lớp nỉ ở ngoài, nên là âm thanh của nó đã được lọc và rất là ấm, trầm. Nhưng mà con lo Rao 5 đế vuông này còn có một khuyết điểm nhỏ, đó chính là chúng ta cần phải cắm điện trực tiếp khi mà chúng ta sử dụng. Thì cái vấn đề mà khi mà cúp điện thì con lo này sẽ không được sử dụng là cái điều hiển nhiên, nhưng mà rất là xui nếu như chúng ta mới gặp trường hợp đó. Còn nếu như mà điện của chúng ta vẫn phát bình thường thì chúng ta vẫn sử dụng Vivo. Với một mức giá chưa đến 300.000 nữa mà chúng ta đã sở hữu được con lo kẹo kéo Rao 5 đế vuông như thế này thì mình cảm thấy quá là tuyệt vời. Nếu như các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm của con lo Rao 5 đế vuông này thì các bạn hãy comment bên dưới, thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn nhiệt tình nhất cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.